Tính đến tháng 7 năm 2021, thu hút FDI đạt 16,7 tỷ đô la Mỹ. Bộ Công Thương đề xuất ban hành danh mục hàng hóa cấm lưu thông. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 6% trong năm nay. Kính chào quý vị, đó là một số tin tức đáng lưu ý có trong bản tin tài chính thị trường hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 7 năm 2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 16,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 1.006 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài, 561 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, gần 2.503 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu, lĩnh vực sản xuất phân phối điện đứng thứ hai, tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ và các lĩnh vực khác. Mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành danh mục hàng hóa cấm lưu thông thay vì quy định chỉ lưu thông hàng hóa thiết yếu như hiện nay. Hiện Chính phủ đã quy định rõ danh mục các mặt hàng thiết yếu, tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng, mỗi địa phương lại có cách hiểu khác nhau. Vì vậy, Bộ Công Thương đề xuất thay vì quy định chỉ lưu thông hàng hóa thiết yếu, Chính phủ cần quy định danh mục hàng hóa cấm lưu thông. Nếu đề xuất này được thông qua, các cơ sở kinh doanh doanh nghiệp chỉ cần chiếu theo danh mục hàng hóa dịch vụ cấm hoặc hạn chế kinh doanh. Các hàng hóa dịch vụ còn lại không nằm trong danh sách này sẽ được xếp vào diện thiết yếu và được cấp thẻ xanh để lưu thông tại địa phương hoặc từ địa phương này sang địa phương khác. Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày một lần, bắt đầu từ 15 giờ chiều ngày 27 tháng 7. Trong nước thì giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 đồng loạt giảm. Đây là lần giảm đầu tiên sau hơn 3 tháng qua. Theo đó, giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 102 đồng một lít, xăng E5 RON 92 giảm 112 đồng một lít. Sau khi giảm, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 20.498 đồng một lít và xăng RON 95 là 21.681 đồng một lít. Không chỉ xăng, giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm nhẹ. Sau khi điều chỉnh, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là 16.375 đồng một lít, dầu quả là 15.395 đồng một lít và dầu mazut là 15.522 đồng một ký. Tại kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn với mặt hàng xăng, nhưng chi quỹ 1.250 đồng với xăng E5 RON 92 và 300 đồng với RON 95. Thưa quý vị, hoạt động đầu tư công xác lập kỷ lục mới khi ngân sách nhà nước dự kiến bố trí gần 2,9 triệu tỷ đồng cho giai đoạn 2021-2025. Tăng vốn cũng đồng nghĩa với những yêu cầu cao hơn về hiệu quả đầu tư công đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Nhận định này được nhiều ý kiến tán thành của các đại biểu Quốc hội. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, rà soát điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn. Đây là những vấn đề về đầu tư công cần giải quyết hiệu quả trong giai đoạn trung hạn 2021-2025. Chúng ta phải tách cái giải phóng mặt bằng ra khỏi cái dự án chung. Sau khi chúng ta giải phóng mặt bằng xong thì các doanh nghiệp người ta sẽ sẵn sàng người ta đầu tư. Các cái bộ ngành, các cơ quan liên quan để nghiên cứu rà soát để rút ngắn lại các cái quy định, đơn giản lại cái thủ tục hành chính để làm sao mà chúng ta có thể đẩy nhanh được cái việc giải ngân cũng như là các thực hiện các thủ tục và rà soát lại những cái quy định còn bất cập để chúng ta điều chỉnh những cái này để phù hợp. Tổng số dự án đầu tư công thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 là 5.000 dự án, giảm một nửa so với giai đoạn 2016-2020. Hoạt động đầu tư công trong giai đoạn này sẽ hướng đến trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, tập trung vào 3 đột phá chiến lược, các lĩnh vực ưu tiên, dùng động lực, các công trình, dự án trọng điểm có sức lan tỏa cao. Vốn bình quân cho một dự án trong giai đoạn 5 năm tới là 210,4 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần so với giai đoạn trước, nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả. Giải pháp để thực hiện kế hoạch
huy động tối đa các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế, trọng tâm là bảo đảm nguồn lực ngân sách nhà nước cho đầu tư, tăng cường triển khai quyết liệt hơn nữa luật đầu tư công, đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm. Dự kiến nguồn vốn ngân sách trung ương sẽ phân bổ cho 13 ngành lĩnh vực, trong đó tập trung cao nhất cho các hoạt động kinh tế, quốc phòng, giáo dục và đặc biệt trong bối cảnh hiện nay là đầu tư vào y tế. Và quan trọng nhất là chúng ta phải dành một cái gói đầu tư công cho hạ tầng y tế. Và chính cái hạ tầng y tế dự phòng này mới giúp chúng ta có thể sống bình yên được. Nguồn vốn đầu tư công có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong trung hạn. Bởi một đồng vốn đầu tư công sẽ kéo theo 1,61 đồng vốn đầu tư ngoài nhà nước. Theo số liệu tính toán, dự báo giai đoạn này nếu giải ngân vốn đầu tư công tăng thêm 1% so với năm trước thì GDP tăng thêm 0,58%. Chiều ngày 27 tháng 7, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Tại buổi ký kết, hai doanh nghiệp đều ký kết hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho công ty cổ phần may Đáp Cầu và công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Pacific Clothing. Đây là hai doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh và cũng là hai trong những doanh nghiệp đầu tiên của cả nước được vay vốn tín dụng chính sách với số vốn hơn 16 tỷ đồng, lãi suất 0% một năm, thời gian vay dưới 12 tháng. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 13 doanh nghiệp sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn đã làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với số tiền xin vay trên 63 tỷ đồng để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Chuyển sang tin tài chính thế giới. Thưa quý vị, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 6% trong năm nay, nhưng mức tăng sẽ không đồng đều giữa các nước. Quỹ tiền tệ quốc tế gọi tắt là IMF ngày 27 tháng 7 đã đưa ra dự báo này trong báo cáo cập nhật về triển vọng kinh tế thế giới. IMF cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu không thay đổi so với dự báo công bố hồi tháng 4, song Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn cả khoảng 7%. Một số nước phát triển khác như Anh, Canada cũng được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ. Trái lại, IMF lại lo ngại về triển vọng tăng trưởng ở một số nền kinh tế đang phát triển vốn vẫn đang phải đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 như Ấn Độ. Đặc biệt, IMF đã hạ 0,4% dự báo tăng trưởng ở các nước có thu nhập thấp, cho rằng tiến trình tiêm chủng vaccine là yếu tố phân chia khả năng phục hồi giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển, chưa kể tới tác động từ nguy cơ xuất hiện biến chủng mới. Hiện IMF đang thúc đẩy kế hoạch trị giá 50 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các nước một phần chi phí cho việc mua vaccine và giải quyết những nhu cầu cấp bách tại những nước có thu nhập thấp hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong năm nay, ngành du lịch Thái Lan có khả năng sẽ rơi vào kịch bản tồi tệ nhất khi lượng khách quốc tế và cả khách du lịch nội địa có thể tụt xuống mức thấp hơn đến 70% so với năm ngoái nếu tình hình COVID-19 tiếp tục xấu đi khiến chính quyền phải kéo dài lệnh phong tỏa. Ghi nhận của phóng viên tại địa bàn. Thái Lan đã mở cửa trở lại cho du khách quốc tế đã được tiêm phòng đầy đủ, song ước tính có thể chỉ đón 1 triệu lượt trong năm nay, giảm hơn 80% so với mức 6,7 triệu lượt trong năm ngoái. Con số này chỉ đạt 30% mục tiêu đã đề ra, khiến doanh thu có thể sụt giảm gần 75% so với năm 2020. Du lịch nội địa cũng có khả năng không hoàn thành chỉ tiêu về số lượng các chuyến đi trong năm 2021 được ấn định là 100 triệu chuyến. Do dịch bùng phát nghiêm trọng dẫn đến việc phong tỏa và hạn chế đi lại ở nhiều điểm đến, bao gồm cả tâm dịch Bangkok, các chuyến đi nội địa có thể thấp hơn dự báo, đặc biệt với kịch bản Thái Lan cần 3 tháng phong tỏa để khống chế COVID-19. Theo dự báo của Tổng cục Du lịch Thái Lan, tổng doanh thu từ du lịch trong năm nay có thể giảm 23%. Thưa quý vị, hãng điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics cho biết sẽ ra mắt màn hình cong LED mini chơi game mới trong tuần này. Samsung cho biết đây là sản phẩm mới đầu tiên trong ngành, sử dụng nguồn sáng Quantum Mini LED, công nghệ cũng được sử dụng trong TV QLED Neo của Samsung. Màn hình Odyssey Neo Renai với mức giá 2,4 triệu won tương đương 2.085 đô la Mỹ sẽ lên kệ tại Hàn Quốc vào ngày 29 tháng 7 và sẽ có mặt trên toàn cầu vào ngày 9 tháng 8 tới. Odyssey Neo Renai có kích thước 49 inch, sử dụng công nghệ LED mini tương tự được tích hợp trong dòng sản phẩm Neo QLED mới nhất của Samsung. Công nghệ màn hình thế hệ tiếp theo này sử dụng một nguồn sáng mới, Quantum Mini LED. Mỗi đèn LED mini
Lượng tử này có chiều cao bằng 1/40 của đèn LED thông thường, song lại có các lớp vi mô cực kỳ mỏng, chứa nhiều đèn LED hơn, cho trải nghiệm thực tế hơn khi chơi game. Màn hình cũng đã nhận được chứng chỉ Eye Comfort của TUV Greylens, một tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu, nhằm đảm bảo an toàn cho mắt của người sử dụng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.